Trước thực trạng cà phê bẩn, cà phê chất lượng kém trà trộn trên thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn những quán cà phê nguyên chất, cà phê sạch để thưởng thức, tạo nên một xu hướng mới về cà phê trên địa bàn thành phố. Cà phê sạch, nguyên chất phải là loại cà phê được lựa chọn kỹ từ khâu trồng trọt, thu hoạch, bảo quản đến chế biến. Từng hạt cà phê được rang sao tỉ mỉ ở nhiệt độ và thời gian chuẩn để không bị cháy và giữ nguyên hương vị. Sau đó, cà phê được xay nhỏ, không cho thêm bất cứ phụ liệu nào, được pha chế trực tiếp cho khách hàng thưởng thức. Cà phê sạch nguyên chất thì bột lâu chìm, không nở bung khi cho vào nước sôi, không sánh và khi uống có mùi thơm nhẹ nhàng. Xu hướng hiện nay mà lựa chọn của giới trẻ cũng như là những người hàng ngày hay tiêu dùng cà phê thì họ cũng hướng tới những cái sản phẩm của cà phê sạch cũng như những đồ uống sạch. Uống cà phê sạch thì nó tạo cho một cái sự hưng phấn thực sự trong cái công việc cũng như là cái sức khỏe của con người. Hiện nay vì chạy theo lợi nhuận nên nhiều quán cà phê đã sử dụng cà phê bẩn, cà phê độn để bán. Ở đó cà phê chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại là ngô và đậu tương được rang cháy, xay nhỏ, trộn lẫn cùng bơ và hương liệu để tạo mùi thơm. Về lâu dài, rất có hại cho sức khỏe người sử dụng. Dùng cà phê sạch này và mình một thời gian đến bây giờ là cũng phải được khoảng hơn nửa năm nay rồi. Thì mình thấy cái sức khỏe, cái nhất là cái hệ tiêu hóa của mình so với trước đây là mình thấy nó tốt hơn hẳn. Đấy là cái điều mà mình thấy là cái cà phê sạch nó mang lại cho mình. Thời gian gần đây, nhiều người yêu cà phê đã lựa chọn những quán bán cà phê sạch nguyên chất để được tận mắt chứng kiến cà phê hạt được rang xay, pha chế. Đến thời điểm hiện tại thì tôi thấy là lượng khách tìm đến cà phê nguyên chất